Thiên Chúa chúng ta nhân hậu như người cha và dịu dàng như người mẹ. Ngài an ủi chúng ta là các con của Ngài rằng đừng sợ vì Ta đến giúp con. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Dường như Thiên Chúa của chúng ta muốn hát cho chúng ta bài hát ru. Thiên Chúa của chúng ta có khả năng làm điều ấy. Ngài là như thế. Ngài đầy nhân hậu như người cha, đầy dịu hiền như người mẹ đã nhiều lần Thiên Chúa nói, cho dù có người mẹ nào nỡ bỏ quên con mình chăng nữa, nhưng ta, ta không bao giờ bỏ rơi con. Ngài ôm chúng ta vào lòng. Chúa của chúng ta là như thế. Trong cuộc đối thoại thân tình với tâm tình người con bé nhỏ, Ngài giúp chúng ta hiểu được tình thương mến. Ngài giúp chúng ta dám can đảm như Thánh Phaolô để thưa lên, Lạy cha, cha ơi, cha ơi, bố ơi, đó là sự nhân hiền và dịu dàng của thiên chúa thiên chúa của chúng ta thật vĩ đại nhưng đã trở nên bé nhỏ và trong cái bé nhỏ của ngài ngài không ngừng làm nên bao điều vĩ đại đó là nghịch lý của thiên chúa nghịch lý ở đây là vĩ đại có nghĩa là bé nhỏ lễ giáng sinh giúp chúng ta hiểu được điều ấy trong hang đá giáng sinh có một thiên chúa bé nhỏ chúng ta thử nghĩ suy một chút về điều mà thánh tô ma viết trong phần đầu tiên của tổng luận thần học thánh nhân muốn giải thích điều này thánh nhân đặt câu hỏi điều gì là thánh thiêng điều gì là thánh thiêng nhất thánh nhân nói đừng sợ những điều vĩ đại và hãy gìn giữ những điều bé nhỏ vì những gì thánh thiêng thì vừa vĩ đại vừa bé nhỏ con có thể nói chuyện với chúa cách thân tình như thế này hay không hay là con phải sợ hãi bất cứ ai cũng có thể nói chuyện với thiên chúa thế nhưng có người có thể nói có thể hỏi lại rằng sự hiền hậu sự dịu hiền của thiên chúa có nghĩa là gì đâu là lúc là nơi tỏ cho thấy rõ ràng về sự hiền hậu và dịu dàng của thiên chúa xin thưa đó là những vết thương là những vết thương chưa lành mỗi khi chúng ta nhìn vào vết thương của tôi nhìn vào vết thương của bạn và rồi từ những vết thương của chúng ta nhìn vào vết thương của chúa trong vết thương của chúa những vết thương của chúng ta được chữa lành